trời đất cứ quay quay vòng tròn, quay quanh một vòng 12 con, một ngày 12 canh giờ, một năm có 12 tháng. Trời đất cứ quay quay vòng tròn, quay quanh một vòng 12 con, một ngày 12 canh giờ, 12 tháng thế là một năm. Nào tí, nào xỉu, nào dần, nối đuôi nhau mới đến ngoài sân. Nào mão, nào thìn, nào tỵ, mềm mại uốn mình cùng lướt đi. Nào ngọ, nào mùi, nào thân, tưởng ngọ xa nhưng lại thật gần. Nào dậu, nào tuất, nào hời, hết một vòng chạy qua đất trời. 12 con giáp nối đuôi nhau, con trước con sau mang theo nhân gian từ ngàn xưa đến tận bây giờ. 12 con giáp nối đuôi nhau, con trước con sau xuân hạ từ đâu cho trời đất. Tuổi Hợi mập mạp là em Quỳnh Quân, tuổi Thân vén vun anh nào mà tâm lý, xuất thân tuổi Tí ca sĩ Quỳnh Anh, gà vợ Bình Minh anh Quỳnh Linh là tốt bồi. Đúng luôn à? Mọi người, đây toàn người quen cả. Xin mời nhóm thứ hai. Tuổi Dần uy dũng nghệ sĩ Minh Tùng, tuổi Sửu cực sung là anh Eric, tuổi Mão tinh nghịch bé Chu Diệp Anh, tuổi Ngọ chạy nhanh Bảo Thanh xinh xắn. Đây nhóm thứ ba đây các cụ ơi. Tuổi Mùi may mắn Phan Gia Nhật Linh, đúng tuổi Quách thông minh Khánh Thì đang start, tuổi Thìn đang hot là Hoàng Thùy Linh, tuổi Tỵ Tuấn Bình Quang Đăng Thiên Gia, thật là huyền nhân quay vẻ vẻ vẻ, thật là tuệ huệ 12 con giáp. Hai con giáp nối đuôi nhau, con trước con sau mang theo nhân gian từ ngàn xưa đến tận bây giờ. Mình thì không tinh nghịch, mình thì hiền hơn con chuột. Cần cù chăm chỉ, mình khá là giống với cả tính cách của con trâu. Hồ Minh Tùng là cực kỳ dễ thương, cực kỳ đáng yêu. Giống con mèo là con thích leo trèo. Trong cái tuổi Rồng Linh khá là bay bổng, có thể là hơi phi thực tế một chút. Rắn là một động vật rất là huyền bí và bạn đang vừa yêu mà vừa sợ. Cái năm vừa rồi thì mình đang là một chú ngựa đi chậm. Dê thì thường hay chạy nhảy, thì mình là người rất là yêu thích. Tuổi Thân ý có rất là nhiều cái điểm giống tính cách của tôi, hướng ngoại, tinh nghịch. Con gà là rất là năng động nhưng mà rất là vất vả. Con Cún trung thành và luôn luôn bảo vệ chủ. Tuổi Hợi là những người rất giàu lòng chất ẩn, nhiều tình yêu thương. Cầu chúc cho nhau cuộc sống an vui.